Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những tin tức cập nhật trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa có thông báo gửi Tổng công ty Thành An, Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình, Công ty Cổ phần Quốc tế Holding, người tố giác tội phạm về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan tới dự án Thành An Tower tại số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại dự án Thành An Tower, sau đổi tên thành Manhattan Tower, tại số 21 Lê Văn Lương, Hà Nội. Tại thông báo, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cho biết, trước đó nhận được đơn tố giác tội phạm của một số cá nhân mua căn hộ tại dự án Thành An Tower với nội dung đề nghị Bộ Quốc phòng, các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ việc buông lỏng quản lý đất đai, quản lý nguồn vốn, tài sản của nhà nước, sai phạm trong quản lý dự án và trách nhiệm của Tổng công ty Thành An trong việc lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh, xử lý nghiêm minh, dứt điểm sai phạm của chủ đầu tư, thu hồi dự án từ Tổng công ty Thành An và Công ty Ba Đình để giao lại cho các đơn vị khác có đủ năng lực thực hiện, làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng về việc cho vay và giải ngân cho khách hàng vay vốn. Kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm, bước đầu, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án Thành An Tower, quy định tại Điều 3, khoản 229 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có kết luận chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, quản lý xây dựng được duyệt tại khu 2 bên tuyến đường Lê Văn Lương, Hà Nội, trong đó có dự án Thành An Tower tại số 21 Lê Văn Lương. Tại kết luận thanh tra, đã chỉ ra loạt vi phạm về điều chỉnh quy hoạch, xây dựng tại dự án tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower do công ty Thành An làm chủ đầu tư. Theo kết luận thanh tra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh quy hoạch 3 lần, Sở Quy hoạch Kiến trúc 1 lần chấp thuận tổng mặt bằng sai quy định pháp luật, 1 lần chấp thuận tổng mặt bằng thêm thủ tục hành chính khi đã có quy hoạch chi tiết, đủ điều kiện để chấp thuận đầu tư xây dựng, cấp giấy phép. Kết luận thanh tra chỉ rõ, việc 4 lần điều chỉnh sai quy định đã làm thay đổi từ đất cơ quan cải tạo chỉnh trang năm 2002-2006 thành cơ quan văn phòng cao 25 tầng năm 2008, thành văn phòng, dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư để bán vào năm 2010, đã làm tăng diện tích đất xây dựng từ 6.107m2 lên 6.146,95m2, tăng mật độ xây dựng từ 40% lên 51%, tăng số tầng từ TB 5 tầng lên 30 tầng, tăng diện tích xây dựng từ 2.443m2 lên 3.145m2, diện tích sàn xây dựng từ 12.214m2 lên 76.140m2, tăng quy mô dân số từ 500 người lên khoảng 1.308 người, tạm tính 327 căn hộ để ở, với 4 người một căn hộ. Trách nhiệm thuộc về Sở Quy hoạch, Kiến trúc và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, theo Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, quá trình triển khai dự án Thành An Tower, số 21 Lê Văn Lương đã phát sinh nhiều đơn thư tố giác. Do đó, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về quản lý đất đai. Cụ thể, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã có thông báo gửi Tổng công ty Thành An, Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình, Công ty Cổ phần Quốc tế Holding, người tố giác tội phạm về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan dự án Thành An Tower, hay còn gọi là Manhattan Tower, tại số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cho biết đã nhận được đơn tố giác tội phạm của một số cá nhân mua căn hộ tại dự án Thành An Tower với nội dung đề nghị Bộ Quốc phòng, các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ việc buông lỏng quản lý đất đai, quản lý vốn, tài sản của nhà nước. Bước đầu, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án Thành An Tower, quy định tại khoản 3, điều 229 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, Thanh tra Xây dựng cũng từng có kết luận chỉ ra loạt vi phạm về điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại dự án tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower do Tổng công ty Thành An làm chủ đầu tư. Theo đó, Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh quy hoạch 3 lần, Sở Quy hoạch Kiến trúc 1 lần, chấp thuận tổng mặt bằng sai quy định pháp luật, chấp thuận tổng mặt bằng thêm thủ tục hành chính khi đã có quy hoạch chi tiết đủ điều kiện để chấp thuận đầu tư xây dựng. Thanh tra Bộ Xây dựng cho rằng dự án 4 lần điều chỉnh sai quy định đã làm thay đổi từ đất cơ quan cải tạo chỉnh trang năm 2002-2006 thành cơ quan văn phòng cao 25 tầng năm 2008. Cuối cùng trở thành dự án văn phòng, dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư để bán năm 2010.
việc điều chỉnh quy hoạch dự án đã làm tăng diện tích đất xây dựng từ 6.107m2 lên 6.146,95m2, tăng mật độ xây dựng từ 40% lên 51%, tăng số tầng từ trung bình 5 tầng lên 30 tầng, tăng diện tích xây dựng từ 2.443m2 lên 3.145m2, diện tích sàn xây dựng từ 12.214m2 lên 76.140m2, tăng quy mô dân số từ 500 người lên khoảng 1.308 người. Dự án số 21 Lê Văn Lương của Tổng Công ty Thành An có tên ban đầu là Thành An Tower. Chủ đầu tư ban đầu dự án là Tổng Công ty Thành An, sau này chuyển giao hợp tác với Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Ba Đình. Mặc dù được giao đất từ năm 2009 và đã tổ chức lễ khoan nhồi cọc, nhưng đến tháng 3 năm 2017, dự án mới được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng. Sau gần 10 năm bất động, đầu năm 2018, dự án Thành An Tower đã được tái khởi động với tên gọi mới là Manhattan Tower, cùng với sự xuất hiện của đơn vị phát triển dự án mới là Công ty Cổ phần Landmark Holding. Sau này đổi tên thành Công ty Cổ phần Quốc tế Holding. Manhattan Tower được giới thiệu có tổng diện tích 3.948m2, diện tích xây dựng 2.051m2, quy mô 2 block 30 tầng, 327 căn hộ, với diện tích từ 62 đến 428m2, khởi công tháng 1 năm 2018, dự kiến hoàn thành tháng 1 năm 2019. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2018, dự án đã dừng triển khai, sau khi đang xây dựng đến tầng 21. Dự án này cũng nằm trong danh sách bị quận Thanh Xuân đề nghị thu hồi. Theo ghi nhận, sau nhiều năm triển khai, đến nay dự án vẫn là khối bê tông sừng sững nằm bất động tại khu đất vàng số 21 Lê Văn Lương. Hiện dự án đang bỏ hoang, công trình cũ dần, dàn thép đang hoen rỉ. Trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giải trình nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo khoảng tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ phần Quốc tế Holding, mã chứng khoán LMH, đã đề cập đến nguyên nhân Manhattan Tower chậm tiến độ. Công ty Cổ phần Quốc tế Holding cho biết dự án này đang tạm dừng thi công bởi nhiều lý do, như để phục vụ công tác điều tra theo thư nặc danh tố cáo năm 2010-2011, điều chỉnh thiết kế tầng hầm và việc chuyển mục đích đất quốc phòng sang đất dân dụng để thực hiện dự án. Thưa quý vị, dự án trung tâm phức hợp tại số 12 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, có tên gọi khác là Đi Oan Sài Gòn, được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016. Tuy nhiên đến nay, pháp lý dự án vẫn chưa hoàn thiện và có những chuyển biến mới. Rà soát nhiều vấn đề liên quan đến dự án Đi Oan Sài Gòn, Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng vừa có văn bản đề nghị quân khu 7 chỉ đạo các cơ quan chức năng và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư Vũ Tiên làm rõ mối quan hệ giữa đơn vị quản lý đất quốc phòng, đơn vị chủ trì thực hiện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Hải chủ đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục và trực tiếp thực hiện, Công ty Cổ phần Đầu tư Vũ Tiên đối tác hợp tác tại khu đất số 12 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó làm rõ vai trò chủ đầu tư dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Hải và việc Công ty Cổ phần Đầu tư Vũ Tiên chịu trách nhiệm đảm bảo 100% nguồn vốn hợp tác để đầu tư xây dựng mới và duy trì hoạt động của trung tâm phức hợp. Hình thức hợp tác thông qua việc thành lập ban quản lý dự án mà Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Hải thực hiện quyền giám sát, quản lý khu đất. Như vậy, với cơ chế này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Hải không thể thực hiện vai trò chủ đầu tư, đồng thời rà soát hồ sơ để đảm bảo việc xử lý hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Hải và Công ty Cổ phần Đầu tư Vũ Tiên là phù hợp quy định của pháp luật, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, làm rõ việc đảm bảo vốn đầu tư xây dựng dự án và việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Hải thỏa thuận đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư Vũ Tiên ứng vốn để đầu tư xây dựng phần thô dự án trung tâm phức hợp có phù hợp không, năng lực của đối tác như thế nào, việc sử dụng vốn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Hải có tuân thủ pháp luật về việc sử dụng vốn theo quy định tại luật số 69 năm 2014, luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và điều lệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Hải.
Theo quyết định phê duyệt chủ trương số 510 ngày 27 tháng 9 năm 2016, dự án D1 Sài Gòn do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Hải làm chủ đầu tư, có chức năng thương mại, dịch vụ và văn phòng. Sau đó, tại quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương số 01 ngày 10 tháng 1 năm 2018, dự án được bổ sung chức năng căn hộ thương mại, hồ bơi, sân tennis. Đến ngày 21 tháng 12 năm 2023, Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện phương án xử lý để tiếp tục thực hiện hợp đồng liên doanh liên kết của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Hải trong việc đầu tư dự án. Cụ thể, phải làm rõ một số nội dung trong hợp đồng không phù hợp với sử dụng đất, như các dịch vụ kinh doanh dễ gây mất an toàn về an ninh trật tự, làm rõ việc ứng vốn xây dựng công trình trong khi dự án vẫn chưa xác định tổng mức đầu tư, mật độ xây dựng, thời hạn sử dụng đất theo hợp đồng đến tháng 12 năm 2064. Do đó, cần rà soát lại hiệu quả sử dụng đất của doanh nghiệp thông qua đối tác. Ngoài ra, chủ đầu tư phải làm rõ thêm các nội dung như quy mô sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch dự kiến đầu tư xây dựng mới dự án để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất của doanh nghiệp. Dự án D1 Sài Gòn không được phép có căn hộ thương mại. Ngày 9 tháng 1 năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Hải có văn bản gửi Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng và Phòng Tham mưu Cục Hậu cần báo cáo về quy mô sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch dự kiến, tổng mức đầu tư. Cụ thể, dự án có diện tích hơn 17.425m², quy mô 1 tầng hầm và 5 tầng nổi, trong đó tầng hầm có tổng diện tích 12.000m² làm bãi giữ xe và kỹ thuật phụ trợ, 5 tầng nổi với chức năng thương mại, dịch vụ, văn phòng và các tiện ích phụ trợ, chưa bao gồm tầng kỹ thuật và mái. Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng công trình 490 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư Vũ Tiên chịu trách nhiệm, đảm bảo 100% nguồn vốn. Dự án đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 1133 ngày 29 tháng 3 năm 2023 ý kiến phù hợp với quy hoạch địa phương đối với việc sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế. Đáng chú ý, trong báo cáo giải trình cho thấy dự án không có chức năng căn hộ thương mại cho thuê, đồng thời báo cáo cũng nêu trong trường hợp nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất, Bộ Quốc phòng chấm dứt phương án hợp tác trước hạn cho mục đích quốc phòng, thì Công ty Cổ phần Đầu tư Vũ Tiên sẽ không được bồi thường về đất mà chỉ được bồi thường giá trị tài sản trên đất. Công ty DHA1 có vai trò gì tại dự án D1 Sài Gòn? Có thể thấy, dự án trung tâm phức hợp số 12 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, công ty Đông Hải đóng vai trò là chủ đầu tư, công ty Vũ Tiên là đối tác hợp tác trực tiếp thực hiện. Đồng thời, thông qua báo cáo của công ty Đông Hải cũng cho thấy dự án trung tâm phức hợp số 12 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh không có chức năng căn hộ thương mại. Điều này khiến doanh nghiệp liên quan đến ông Đặng Hồng Anh, phó chủ tịch hội đồng quản trị TTC Land rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bởi từ năm 2019, công ty cổ phần DHA D1 đã quảng cáo dự án này với tên gọi D1 Sài Gòn có loại căn hộ thương mại và tiến hành nhận tiền của nhiều khách hàng thông qua phiếu đăng ký giữ chỗ mua dự án D1 Sài Gòn, bất chấp các ràng buộc trong hợp đồng ký kết giữa công ty Đông Hải và công ty Vũ Tiên. Theo đó, công ty Vũ Tiên chỉ được thuê để khai thác, sử dụng theo đúng chức năng công trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, không được quyền mua bán, quyền chuyển sở hữu công trình cho bất kỳ bên nào khác, dù chỉ một phần hay toàn bộ công trình. Không những thế, hiện nay trên website của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư DHA do doanh nhân Đặng Hồng Anh làm đại diện pháp luật vẫn còn quảng cáo về dự án D1 Sài Gòn. Theo quảng cáo, D1 Sài Gòn được quy hoạch trên tổng diện tích 2 hectare, bao gồm 322 căn hộ studio và 226 shop house kinh doanh hiện đại. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!